Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình Kể Chuyện Lịch Sử. Chương trình hôm nay nói về hai vị là Trần Bình Trọng và Trần Khánh Dư. Trần Bình Trọng và Trần Khánh Dư là hai vị tướng có vai trò trọng yếu trong việc chống Nguyên Mông lần 2 và lần 3. Trần Bình Trọng chặn đứng quân Nguyên ở Thiên Mạc, cho quân Trần có thì giờ rút về Thanh Hóa để bảo toàn chủ lực. Trần Khánh Dư thắng trận Vân Đồn, khiến Thoát Hoàng phải ra lệnh lui binh cấp tốc. Trần Bình Trọng, người con trai duy nhất của Lý Chiêu Hoàng, đã hy sinh trong trận đánh chống quân Nguyên lần thứ hai khi giữ Thiên Mạc để cho quân Trần rút về Thanh Hóa. Trần Bình Trọng lúc đó mới 26 tuổi. Lý Chiêu Hoàng đã mất trước đó nên không được biết tấm gương trung nghĩa của con mình. Sau đây chúng tôi xin được dùng một điệu nhạc dân tộc, đó là câu vọng cổ số 4 để nói lên gương tiết nghĩa của Trần Bình Trọng. Nghệ sĩ trình bày là Trường Tương Tư. Chốn Thiên Mạc núi sông hiểm trở, tướng nhà Trần dung dãy kim đao, giải nam nhi trở nặng tình non nước, nào ngại chi cam khổ gian nguy. Nhưng cơ sao gió ngựa rừng sâu lại lạc hương, để cho trình nhân điên đảo giữa xa. Đại tướng Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư là danh tướng đời Trần. Từ thời thứ thời ông đã say mê đọc sách nên hiểu nhiều biết rộng, đặc biệt rất giỏi binh thư. Trần Khánh Dư có công đánh giặc nên được vua Trần Thánh Tông là vua thứ hai triều Trần nhận làm con nuôi. Sau đó Trần Khánh Dư bị tội lớn vì thông dâm với công chúa Thiên Thụy là dâu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người phải chịu phạt đòn đến chết. Nhưng vua Thương Tài nên ra lệnh đánh đau nhưng không đánh chết. Kế đó vua xuống chiếu lấy hết tài sản. Trần Khánh Dư vì chí linh tổ chức lại cuộc sống với nghề bán than, ngày ngày ngược xuôi lên đên trên sông nước. Vua Trần Nhân Tông là vua thứ ba triều Trần, ngự thuyền rồng để dự hội nghị Bình Thang. Hội nghị Bình Thang là hội nghị trước hội nghị Chiên Hồng. Đang trên thuyền thì vua trông thấy một người lái ghe chở than trông rất giống Trần Khánh Dư, liền cho người đuổi theo đem về triều. Khánh Dư mặc áo ngắn, đội nón lá đến gặp vua. Vua kêu lên vì thương xót rồi xuống chiếu tha tội. Trong lần chống quân Nguyên lần thứ ba, Trần Khánh Dư được cho làm phó tướng giữ Vân Đồn. Ông thất trận ở Vân Đồn. Lần đầu, hay tin Thượng Hoàng sai người tới xiềng Khánh Dư giải về trị tội. Khánh Dư nói, lấy quân pháp mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất lại 2-3 ngày để mưu lập công rồi về chịu tội cũng chưa muộn. Biết sau đội thuyền chiến thế nào cũng có thuyền tải lương thực theo sau, Trần Khánh Dư thu tàn quân và tóm trọn thuyền lương của giặc. Trần Khánh Dư không chỉ giỏi võ mà còn giỏi về văn chương, thi pháp và kinh doanh. Trong thời gian làm tướng, ông cũng kinh doanh. Ông rất nổi tiếng về tính con buôn khi đối xử với dân chúng và binh lính. Chẳng hạn như khi ông trả lời vua Trần, tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì lạ lạ.
Trần Khánh Dư có lần làm sẵn nón rồi gạt dân bán nón để làm lợi. Vì tánh tham lam thô bỉ nên những nơi ông trấn giữ ai cũng ghét. Vua Nhân Tông tiếc tài làm tướng nên không nỡ bỏ mà thôi. Đến cuối đời, ông bỏ tiền nhà giúp bốn dân khai khẩn đất hoang, dạy dân trồng trọt và làm nghề dệt cưỡi. Khi ông mất, dân lập đền thờ để ghi tạc công đức của ông. Cuộc đời của Đại tướng Trần Khánh Dư là nối tiếp những giai đoạn khi lên thì lên tới tuyệt đỉnh danh vọng, khi xuống thì xuống tới tận cùng dân đen. Một cuộc đời đầy mâu thuẫn, hồi hộp, bi thương, hùng tráng của một con người thật là ly kỳ, vừa bản lĩnh vừa có đạo đức. Bắt đầu là con của một thượng tướng lại giỏi võ nên ông được vua Trần nhận làm con nuôi và giữ những chức vụ ngang hàng với thái tử. Ông là người viết lời tựa sách Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo, vậy mà dám làm một tội tày trời với Trần Hưng Đạo để bị phạt đòn đến gần chết, bị lấy hết tài sản, phải làm dân giả, làm nghề hèn mọn buôn bán ở trên sông. Ông làm nghề bán than, nhưng sao lại chèo ghe đúng ngay thuyền của vua Trần lúc đang đi dự hội nghị Bình Than? Nếu không có sử sách chứng minh, chắc ai cũng nghĩ đây là một chuyện tiểu thuyết. Còn lâm ly hơn nữa là ông từ chối gặp vua, trong khi vua lại khẩn khoản muốn gặp ông. Trong khi còn tại chức thì ông còn đầu óc con buông, tham lam, coi dân lính là việc, còn các tướng là chỉ mưng. Nhưng khi cuối đời thì ông khai khẩn đất hoang, dạy dân chăn nuôi, trồng trọt cho dân được no ấm. Khi ông còn sống thì người ta ghét, nhưng khi ông mất thì người ta tôn thờ. Cuộc đời Đại tướng Trần Khánh Dư vô cùng linh động như chuyện tiểu thuyết, nhưng là một tiểu thuyết có kết luận rất cảm động. Sau đây xin kể lại cuộc đời của Đại tướng Trần Khánh Dư bằng một điệu nhạc có tên là Khóc Hoàng Thiên do Trường Tương Tư trình bày. Trước tội ngông cuồng phải chịu tỏa hình và đã